Kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTP xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì kênh xin chia sẻ cho quý vị cái món đuôi heo hầm củ quả. Đơn giản nhưng mà rất là hấp dẫn quý vị. Đây là một cái món ăn ngon dành cho gia đình vào những dịp cuối tuần hay là những dịp xuân về, Tết đến nha quý vị. Chúng ta làm cái món này ăn cũng rất là thơm ngon, hấp dẫn luôn ha. Thì cái cách hầm như thế nào để đuôi heo nó mềm, ngon? Thì mời tất cả quý vị và các bạn vào bếp cùng thực hiện với kênh. Trước tiên á, thì mình có chuẩn bị ở đây là một cái đuôi heo. Cái này là khoảng 300 gram đó quý vị. Mình đã mua về, mình sơ chế, mình rửa qua nước muối quý vị. Xong rồi mình rửa lại với rượu á, rượu trắng á, cho thịt heo nó thơm ha. Thì mình cũng đã cạo thiệt là sạch luôn. Loại bỏ hết những cái phần lông của cái phần đuôi heo này nè. Rồi bây giờ chúng ta đem đi sơ chế. Rồi trước khi tôi sơ chế cái phần đuôi heo này thì mình giới thiệu luôn cái phần rau củ hôm nay để mình chuẩn bị ha. Cái này là cà rốt. Cà rốt thì mình chuẩn bị ở đây là chỉ nửa củ này ha. Thì mình làm một tô thôi. Đó. Tiếp tục ở đây là khoai tây. Khoai tây thì mình sử dụng một củ. Đó, ở này là khoai sọ quý vị hay là khoai cao á. Đó, mình ở đây khoảng 2-3 củ ha. Chọn những cái củ nhỏ nhỏ này nè. Thì mình cũng đã gọt vỏ sẵn và ngâm nước quý vị. Khi nào dùng mình mới lấy ra. Ở đây là một củ khoai lang. Rồi, tỏi thì khoảng 4-5 tép tỏi với 4-5 củ hành tím gì đó. Rồi hành lá, rồi ngò rí nữa quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Rồi, đó thì cái phần cà rốt nè. Cái phần cà rốt hay củ cải đỏ thì mình sẽ cắt thành những cái đường răng nhỏ nhỏ nè để mình tạo một cái hình hoa quý vị. Quý vị nào khéo tay đó, thì tỉa những cái đường đều thì nó sẽ ra những cái cánh hoa đều và đẹp mắt ha. Rồi mình để bên bên đó. Về cái phần khoai sọ này thì quý vị nên chọn những cái khoai sọ nhỏ nha, thì nó sẽ không bị bở, ít bị bở hơn đó quý vị. Đó, mình đem mình hầm nó cũng ngon hơn. Rồi để bên khoai lang, cái này là khoai lang. Khoai lang thì mình cũng đã gọt vỏ rồi, xong thì mình chỉ cắt ra nữa thôi. Tiếp theo là quý vị chuẩn bị cho mình ở đây là khoai tây. Khoai tây thì mình cũng chuẩn bị một củ ha, mình cũng cắt thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Rồi, về củ hành tím thì 4-5 củ rồi quý vị. Đó, thì mình tỏi cũng vậy luôn, cũng 4-5 tép tỏi. Củ hành tím với tỏi thì mình sẽ đập dập và mình cắt ra, mình để chung ha. Tại vì một lát mình cũng dùng để mình ướp và phi chung đó quý vị. Rồi, mình băm ra. Rồi, cái này mình băm ra cho thiệt là nhuyễn nha. Rồi, như vậy là được rồi. Rồi, tiếp theo là quý vị cũng cắt cái phần hành lá ra giúp mình luôn. Cái phần gốc thì mình đập dập, sau đó thì mình băm ra, băm nhuyễn để lát mình phi chung với cái phần củ hành tím luôn. Rồi, vậy cái phần lá thì mình để sau ha. Đó, mình cắt ra đi, cắt nhỏ ra. Ngò rí thì cũng vậy ha quý vị. Ngò rí thì mình đã chừa lại một cọng rồi để mình trang trí á, còn nhiêu thì cũng cắt nhỏ ra luôn. Rồi đó, mình chừa lại vài củ hành tím nữa đó, thêm này khoảng 3 củ nữa ha. Nó đập dập nè. Rồi mình sẽ cho vào cái nồi nước nó đun sôi lên để mình đem chần sơ cái phần đuôi heo nè để mình khử cái mùi tanh đó. Quý vị cũng có thể cho thêm vài lát gừng vô cũng được nha. Thì mình chần nhanh thôi, mình cho vào đó, mình đảo sơ qua một cái nè quý vị. Rồi như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần này ra.
Rồi lấy hết ra, để ra cái tô ha. Và mình chuẩn bị gia vị mình ướp luôn. Trước tiên là mình ướp ở đây là nửa muỗng muối. Tiếp theo đổi vị chuẩn bị là một muỗng hạt nêm cho mình ha. Rồi à, rồi tiếp theo hạt nêm là đường. Đường thì mình cũng sử dụng khoảng nửa muỗng đường. Để cho cái hương vị nó thơm thì mình có chuẩn bị nước mắm luôn ha. Rồi mình ướp một muỗng nước mắm. Quý vị cũng chuẩn bị thêm cho mình ở đây là bột ngọt đó quý vị. Cho một xíu bột ngọt vô. Rồi ớt, ớt thì mình sử dụng ớt khô đó, một ít ớt khô. Còn cái phần tỏi của hành tím này á, mình cho vào đây khoảng một muỗng. Mình trộn lên, mình ướp khoảng 20 phút để cho nó thấm gia vị ha. Rồi mình cứ để đây mình ướp đi. Đó, mình nhớ là trộn đều lên nha, cho gia vị nó thấm đều hết cái phần đuôi heo. Rồi sau 20 phút thì mình sẽ bắt cái chảo lên. Đợi chảo nóng thì chúng ta sẽ cho dầu vào. Sau đó cho củ hành tím, rồi ớt, gốc hành. Củ hành tím với tỏi với gốc hành đó quý vị. Rồi mình phi lên cho cái phần này nó thơm lên nha. Sau đó thì chúng ta sẽ cho cái phần đuôi heo vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xào sơ qua cái cho nó thơm nè. Đó, mình sẽ đảo đều nha. Rồi sau khi đảo sơ qua một cái rồi quý vị. Bây giờ mình sẽ cho nước vào để mình hầm. Đó, mình cho cái lượng nước khoảng một tô vậy đó. Tô lưng lưng ha. Còn lát cái gì mình cho thêm. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Mình hầm ha. Đó, khi nước sôi lên thì mình hạ lửa nhỏ xuống một xíu mình hầm tiếp. Đó, chúng ta hầm đến khi nào mà cái phần đuôi heo nè nó mềm á, nó mình dùng đũa mình thử á, dăm nè và nó đã mềm rồi đó quý vị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho rau củ vào. Đó, cái nồi của mình hơi nhỏ đó, cho vô là vừa vừa luôn quý vị. Đó, mình cho nước thêm ha cho nó ngập cái phần rau củ nè. Đó, thì mình tiếp tục mình đun cho nó sôi lên, sau đó để hạ lửa nhỏ xuống. Chúng ta hầm thêm khoảng 20 phút nữa. Hầm đến khi nào các bạn thử cái phần rau củ mình nó chín mềm là được. Rồi khi nào mà lên bọt thì mình sẽ vớt ra. Lúc này thì chúng ta không có đậy nắp nha. Rồi khi nào rau củ được rồi đó quý vị. Thịt của nó mềm rồi. Mình cho hành ngò lên trên. Ai thích ăn ớt thì có thể cho lên cũng được. Và bây giờ chúng ta đem ra tô để thưởng thức thôi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái món đuôi heo hầm rau củ đơn giản thơm ngon hết quý vị. Nếu quý vị yêu thích hãy nhớ ấn đăng ký kênh miễn phí ha. Rồi đánh vô cái chuông để khi nào kênh có video mới quý vị có thể là người xem đầu tiên. Chân thành cảm ơn quý vị luôn ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị ngon miệng. Chúc quý vị trong năm mới vạn sự như ý ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Trên kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTB trong những video tiếp theo.